Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Dương Tử bất ngờ bày tỏ tình cảm với một sao nam đình đám. Dương Tử bày tỏ tình cảm với một sao nam đình đám khiến công chúng chú ý. Gần đây, Dương Tử là nữ diễn viên nhận được nhiều sự chú ý nhất của khán giả khi tái xuất với Trường Tương Tư. Không chỉ nhan sắc, diễn xuất của cô nàng trong bộ phim này cũng nhận được vô số lời khen ngợi. Không những vậy, Trường Tương Tư còn được chứng nhận là bộ phim bạo khoản thứ 3 trong năm 2023 sau Cuồng Phong. Điều này đã góp phần giúp Dương Tử củng cố địa vị của mình chấp nhà Tiểu Hoa 9X. Mới đây, Dương Tử đã bất ngờ có động thái bày tỏ tình cảm với một sao nam đình đám. Theo đó, nàng Tiểu Hoa đã share Weibo tuyên truyền cho bộ phim Chân Tướng Cuối Cùng của Huỳnh Hiệu Minh. Điều này cho thấy cả hai ngôi sao vẫn giữ mối quan hệ vô cùng thân thiết sau khi hợp tác cùng nhau. Trước đó, Dương Tử và Huỳnh Hiệu Minh đã từng hợp tác trong dự án phim điện ảnh Liệt Hỏa Anh Hùng và chương trình Nhà hàng Trung Hoa 3. Huỳnh Hiệu Minh luôn chăm sóc cô em gái này chu đáo, trong khi đó Dương Tử cũng rất thoải mái với đàn anh. Nhiều khán giả cho biết Trường Tương Tư là thế hệ sau của thượng cổ tình ca do Huỳnh Hiệu Minh, Tống Thiến đóng chính. Con gái ủng hộ ba lâu ngày không gặp đây mà, đang yêu quá đi mất. Nhiều lâu rồi không hợp tác nhưng phải công nhận Dương Tử và Huỳnh Hiệu Minh vẫn rất thân thiết như người một nhà vậy. Lúc xem Nhà hàng Trung Hoa thấy Dương Tử và Huỳnh Hiệu Minh đáng yêu quá trời, màn tương tác của cả hai cũng hài hước lắm đó. Hy vọng tình bạn này sẽ mãi bền lâu, Dương Tử mà đóng phim chung cùng Huỳnh Hiệu Minh thì vui lắm đó chứ. Hiện các fan đang vô cùng mong đợi Dương Tử và Huỳnh Hiệu Minh có thể hợp tác ở một dự án phim mới trong thời gian tới đây. Trước đó cũng có nguồn tin cho biết nàng Tiểu Hoa có dự định đóng phim điện ảnh. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.